thưa quý vị, tập trung cao độ, căng thẳng, hồi hộp và sợ hãi, đó là những cảm xúc mà ai cũng phải trải qua khi ngồi trên khoang lái tàu hỏa. Còn tất nhiên là các lái tàu đều là những người đã được thực tế tôi luyện cho tinh thần thép, nhưng với họ thì sự ám ảnh về những vụ tai nạn vẫn thường trực vì có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vậy tại sao lại có chuyện này? Câu chuyện giao thông ngày hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Hải Huế trải nghiệm tại một khoang lái tàu như vậy. Thưa quý vị và các bạn, hơn 80% nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông đường sắt là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông đường bộ gây ra. Chúng ta đã nói rất nhiều đến ý thức tham gia giao thông của người dân trong việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cái ý thức đó có ảnh hưởng như thế nào đến an toàn chạy tàu? Ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với tôi trải nghiệm trên đầu máy HP1 tuyến Hà Nội Hải Phòng để cảm nhận rõ hơn về vấn đề này. Lách qua những dãy nhà san sát, lái tàu nghiêng mình khi đến những khúc cua hẹp. Đường ray bị bằm nhỏ bởi hàng trăm đường ngang. Còi, phanh hãm luôn được các lái tàu tận dụng tối đa. Tuy nhiên, những chướng ngại vật này đã được biết trước. Trong suốt hành trình, đôi mắt, đôi tai của các bác tài vẫn luôn phải tập trung cao độ để quan sát, nghe ngóng những tình huống nguy hiểm. Đó là những phương tiện ngang nhiên băng qua khi đoàn tàu đang đến rất gần. Đó là những người dân họp chợ nhảy qua đầu tàu như làm xiếc. Mà tốc độ như thế thì nếu mà muốn hãm được để xử lý cho đúng với cự ly để mà an toàn phải ít nhất 300 m. Đầu máy chỉ gần đến nơi và đoàn tàu đến nơi, người ta chỉ băng qua cái mà chị cũng nhìn đấy, chỉ trong nháy mắt một cái đã gặp ngay trường hợp rồi, chứ không phải là mình cũng không muốn đợi để như thế. Tai nạn nguyên nhân chủ yếu dẫn đến này là coi như là cái đường ngang dân sinh của mình là mở nhiều và bừa bãi đường ngang dân sinh, và nói chung là cái ý thức của người tham gia giao thông. Những tình huống nguy hiểm được tạo ra liên tiếp như thách thức các lái tàu. Căng thẳng, lo lắng, sợ hãi là những cảm xúc thường trực. Nó tồn tại trong cả hành trình. Chỉ khi nào đoàn tàu về ga an toàn thì họ mới được thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi trên khoang lái thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tinh thần của các đồng chí lái tàu. Những khoảnh khắc nguy hiểm, những cái phương tiện ngang nhiên băng qua khi mà tàu đang đến rất là gần thì tôi cảm thấy rất là sợ hãi. Lúc đó thì tôi chỉ cần biết là hét lên thôi. Thời khắc đó thì tôi cảm thấy là ranh giới giữa sự sống và cái chết rất là mong manh. Ngay bản thân tôi cũng có rất là nhiều lần chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà tôi đã cố tình băng qua đường sắt khi mà tàu hỏa đang đến gần. Tuy nhiên sau những cái trải nghiệm như thế này thì chắc chắn rằng là tôi nghĩ là tôi sẽ thay đổi. Quy định về khoảng cách an toàn của hành lang đường sắt là 15 m. Tuy nhiên khoảng cách thực tế do người dân tạo ra đôi khi chỉ tính bằng gang tấc. Ngồi trên khoang lái tàu hỏa mới cảm nhận được hành vi họp chợ trên đường tàu. Sinh hoạt, vui chơi khi đoàn tàu đang lao đến nguy hiểm như thế nào. Mà hoàn toàn ở đây các cái vụ tai nạn này là do các người tham gia giao thông ở bên ngoài va chạm với đường sắt gây lên các cái vụ tai nạn. Là do cái văn hóa giao thông mình cứ nhận biết là cũng chưa được đến nơi. Mà để dẫn ra các cái tình huống nó phải... 96% tổng số vụ tai nạn giao thông đường sắt do người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt gây ra. Nhưng sau mỗi vụ tai nạn, người ta lại cứ bảo nhau, tàu hỏa đâm chết người, tàu hỏa đâm ô tô.